Xin chào anh em mê đồng hồ, em là Tú. Hôm nay em Tú lại về được một chiếc Rolex nữa. Và đợt này em về rất là nhiều hàng. Nên là anh em cứ đăng ký theo dõi kênh của em nhé. Thì để em có thể được update rất là nhiều mẫu mới mà bên em mới về, để anh em có thể kịp nắm bắt. Thì em đã chuẩn bị là một cái hộp của Rolex ở đây rồi. Và trên này sẽ là đầy đủ hộp sổ ở đây. Em nó sẽ là một chiếc hàng đã qua sử dụng anh em nhé. Nhưng mà vẫn còn đầy đủ là hộp sổ. Ok, thì cái hộp rất là đặc trưng của Rolex với hộp màu gỗ màu xanh và được có một cái logo rất là đặc trưng ở đây. Đây là chiếc đồng hồ của em và em sẽ kéo qua một chút cái ở cái ngăn này. Đây là một cái phần rất là quan trọng với chiếc đồng hồ. Cái sổ này là quyển sổ hướng dẫn sử dụng cũng như là các điểm service của Rolex thì em sẽ để sang một bên. Và chúng ta sẽ có một cái bao da ở đây và bao gồm là hai cái thẻ. Cái thẻ đầu tiên của trên này của em sẽ là chiếc thẻ bảo hành chính hãng của Rolex. Em nó sẽ có mã là 116233 với 116, anh em sẽ biết được là trên này là một chiếc đời sau, và 233 thì sẽ là size 36mm và đế mi vàng yellow gold. Số series ở đây 5E873199, một cái số series cũng rất là đẹp đấy ạ. Anh em để ý thấy là chúng ta sẽ có là một ba cái đường kẻ đây. Và cái đường kẻ này sẽ được in rất là nhiều dòng chữ nhỏ chạy một đường thẳng đây, chứ không phải là một đường kẻ kẻ bình thường. Ở mặt sau thì em sẽ có là dấu đại lý này. Chiếc này của em sẽ được mua tại là Bangkok, Thái Lan và date mua là 2016. Với một chiếc mặt vi tính vàng thì đến 2020 là Rolex đang ngừng sản xuất mặt vi tính vàng và vi tính hồng rồi. Chỉ đời mới chỉ có mặt vi tính lông. Thế là cái date 2016 thì là một cái date còn rất là cao anh em ạ, nên là anh em không phải lăn tăn gì đâu. Em vẫn sẽ bảo hành 2 năm cho chiếc đồng hồ này và hỗ trợ anh em cho đợt bảo hành cho đời máy, nên là xong trong 6 tháng em sẽ nhận quay đầu lên đời trừ 10%, còn sau 6 tháng thì sẽ tùy tình trạng đồng hồ, chỉ riêng với Rolex thôi ạ. Còn đây là cái thẻ bảo hành của em, Minco Watch. Em sẽ có là các cam kết đây, và khi mà anh em mua em sẽ vào thông tin đây. Cam kết 100% hàng chính hãng. Ok, thì chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật chính của em ngày hôm nay. Trên tay em đang là một chiếc Rolex Datejust 116233 với mặt là vi tính vàng rất là đẹp. Em sẽ mở cái gối này ra. Với cái size 36 của Rolex thì cũng khá là dễ đeo. Anh em tay vừa và nhỏ, chung là tay tầm dưới 16.5 là đeo size 36 của Rolex cực kỳ là ok rồi. Đó. Cái dáng dáng này là dáng công sở, dáng dress watch. Hay là anh em mà tay to hơn ấy, thì đeo size 41 sẽ ok hơn. Mà tầm tay vừa và nhỏ thì đeo trên này rất là tuyệt vời. Mặt số sẽ được làm rất nhiều dòng chữ Rolex với kiểu làm 3D, tức là được làm nổi trên mặt số. Nên là anh em nhìn vào mà cái mặt số này nó sẽ cực kỳ là cuốn hút và rất là có chiều sâu. Đó. Góc 12 giờ đây sẽ là logo thương hiệu của hãng này, và các cọc số đây sẽ là đính kim cương tự nhiên. Từng cái chấu này sẽ được làm bằng vàng khối cùng tông với phần vàng. Bộ kim cũng được làm bằng vàng khối. Đó, bộ kim anh em nhìn là bộ kim rất là sắc và led đúng không anh em? Đó, không hề có một chút cấn gợn nào. Đó, anh em nhìn có thể thấy được ngay. Ô lịch ở góc 3 giờ đây với nền nền trắng và phông chữ màu đen rất là nổi bật. Chúng ta sẽ có là một cái kính sapphire nguyên khối được gắn nổi lên cho phần liềng này, và ở dưới phần kính này, dưới mặt kính luôn, chúng ta sẽ có là một cái logo ẩn hình vương miệng ở góc 6 giờ đây. Anh em soi flash vào thì sẽ thấy liềng bên trong phần thép này, đây liềng thép này sẽ được chạy rất là nhiều chữ Rolex này, đó, rất nhiều chữ Rolex. Và góc 6 giờ thì sẽ là số series của chiếc đồng hồ này, anh có thể thấy được. Liềng trên này sẽ là liềng vàng khối 18K và được làm rất là nhiều rãnh khía. Cái liềng này rất là led anh em ạ, chỉ có sức dăm thôi. Cái liềng này không thể làm lại được, làm lại nó sẽ mất mất cái tù, nó sẽ tù các cạnh này. Nên là anh em nhìn một chiếc Rolex nào mà còn còn nguyên còn mới ấy, thì cái liềng này anh em cứ nhìn liềng đánh giá thôi. Đó. Đây là phần lúm trên đồng hồ này của em. Lúm sẽ là lúm vặn cổ trai. Em sẽ mở cái lúm này để chỉnh qua chức năng cho anh em xem nhé. Đó. Và bạn tiến lên sẽ qua mai đêm, trận đồng hồ sẽ nhảy lịch. Đó. Em sẽ dừng lại và em chỉnh lịch này.
Đó đầu tiên sẽ là chỉnh lịch. Đó. Còn khi anh em đóng đúng lại thì em này sẽ có độ chống nước là 100m. Anh em rửa tay cũng như là đi mưa nhỏ cũng khá là thoải mái. Thân thép không gỉ, ba chỉ giữa bộ dây Jubilee này sẽ được làm bằng vàng khối. Họ muốn làm vàng rất là bóng. Và hai chỉ bên cạnh này sẽ được đánh phay xước. Bộ dây Jubilee này cực kỳ mềm mại bấm tay. Trước này dây còn là rất là cứng anh em nhé. Đó, anh em nhìn phần dây này. Dây rất là cứng và toàn bộ đều là bằng vàng đặc. Khóa chúng ta sẽ có logo của hãng. Anh em bấm lại. Đó, và chúng ta sẽ có một cái tổng thể khá là đẹp. Mặt trong dây sẽ được đánh phay xước toàn bộ để tránh những cái vết xương răm. Đáy chúng ta sẽ còn là bộ đáy kín và đáy sẽ là bằng thép. Bên trong cái bộ máy này thì bên trong cái thân này sẽ là bộ máy 3135, rất là chứ danh của Rolex. Bộ máy này thì anh em tuyệt đối là tin tưởng rồi, với 31 chân kính, dần số tác động là 28.800, thời gian tích cót là 48 tiếng và độ sai số là cộng trừ 2 giây một ngày. Ok, thì em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhé. Lên tay em rất là tuyệt vời. Đó, size 36 của Rolex cho anh em tay tầm vừa và nhỏ. Đó, đeo lên tay cực kỳ là đẹp và rất là sang. Đó, ok, thì bên em đang bán chiếc này một chiếc hàng đang còn sử dụng, tình trạng còn rất mới và cứng cáp, còn đầy đủ hộp sổ như ở đây. Thì bên em đang bán một cái giá rất là tốt. Anh em quan tâm có thể qua trực tiếp shop em để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Em sẽ quay qua tổng thể một lượt cho anh em xem. Một chiếc đồng hồ gần cực kỳ là đẹp với cái đét cũng khá là cao. Ok, thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và gặp lại anh em.